Bây giờ chúng ta đến mới nói đến cái phần thứ hai mà lúc nãy chúng ta thể hiện là gì, để thể hiện được cái ngôn ngữ đồ họa nhưng mà chỉ là chúng mô tả hình dạng thì chúng ta phải cần có công cụ hỗ trợ, đúng không? Chúng ta cần công cụ hỗ trợ thì chúng ta mới vẽ được ra các cái hình dáng của cái đối tượng của cái vật thể của mình, và đồng thời chúng ta có thể là gì, chúng ta mới ghi được chữ viết, đúng không? Vậy thì những cái công cụ hỗ trợ đó là gì? Thì những công cụ hỗ trợ đó người ta gọi là phương tiện để chúng ta thực hiện bản vẽ. Như nào, chúng ta sang cái phần thứ hai, phương tiện thực hiện bản vẽ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất là dụng cụ vẽ. Dụng cụ vẽ bây giờ thì các bạn có thể kể ra những dụng cụ vẽ bao gồm những gì các bạn? Rồi bây giờ một bạn thử trả lời lại cho thầy này, cái câu hỏi của thầy là cái phương tiện, theo bạn những phương tiện mà chúng ta thực hiện bản vẽ ở đây là gồm những gì? Gồm những gì? Gồm những gì nhỉ? Đây là gồm người giao tiếp, ý, bút, tất cả, mai, ê kia. Còn gì nữa không? Còn ba, đúng rồi. Đấy, chị. Một số bạn, anh em một số bạn đã kể ra đúng các cái phương tiện mà chúng ta thực hiện bản vẽ. Muốn vẽ được ngoài cái công cụ đó thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải có công cụ là giấy vẽ, đúng không? Giấy. Và ở đây thì chúng ta thực hiện chủ yếu ở trên giấy A4 nhá. Các bạn chú ý cho thầy nhá. Đấy, chúng ta thực hiện chủ yếu trên cổ giấy A4 đối với môn học của mình. Thì ở đây, ở ngoài, các bạn khi mà các bạn mua giấy A4 trên vị trí chỗ này, các bạn cố gắng các bạn mua những cái giấy nó dày lên, đúng không? Giấy nó dày lên để chúng ta thực hiện bản vẽ một cách là gì? Nó gọi là khi mà thực hiện, chúng ta thực hiện giấy dày ấy, thì khi mà chúng ta vẽ trên đó thì nó không bị dắt, đúng không? Nó không bị dắt. Đó. Đấy. Và chúng ta vẽ những cái đường nét trên đó nó chính xác và nó đẹp hơn, đúng như nào, nó chính xác hơn. Đấy. Ở đây, ở bên ngoài ấy, thì bây giờ họ bán rất là nhiều cái giấy nó khác nhau, thì các bạn chú ý, các bạn ra ngoài tiệm các bạn mua những cái loại giấy mà nó dày một chút nha, như AA đấy, là những loại giấy mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong cái môn học này, như nào. Vậy ở đây thì các bạn còn nhìn thấy cái phần bên trái của cái bài giảng của thầy, các bạn còn thấy những cái cuộn gì? Băng keo. Theo bạn, cuộn băng keo này để dùng để làm gì? Cố định tờ giấy. Đúng rồi. Tại sao phải cố định khổ giấy? Cố định tờ giấy. Khi mà thầy lúc vẽ này trơn qua chụp lại. Đúng rồi. Thầy đắp giấy. Đúng rồi. Chính xác. Thì như vậy ấy, khi mà chúng ta đã chuẩn bị được khổ giấy, thì khi chúng ta bắt đầu chúng ta thực hiện là chúng ta phải cố định, có cái băng keo chúng ta cố định bốn góc của tờ giấy nó lại. Giống như một bạn mới nói lúc này, thì khi mà chúng ta vẽ thì các bạn là có hai cái xu hướng là xoay cái cổ tay của mình để chúng ta vẽ các cái đường nét. Thì cái việc xoay đi xoay lại như vậy ấy, thì thứ nhất là làm cho cái đường nét nó bị nghiêng, bị xiên, nó không chính xác. Nó không chính xác, được chưa nào? Đấy, thì dẫn đến là khi mà đường nét nó không chính xác ấy, thì dẫn đến là cái tổng thể của cái bản vẽ của mình nó cũng không chính xác. Và khi các bạn nhìn lại thì các bạn thấy thì nó sẽ nghiêng so với cái lề của giấy đi, đúng không? Đấy, và mất công là chúng ta sẽ phải tẩy đi, chúng ta vẽ lại, và cái việc là tẩy đi tẩy lại nhiều lần thì chúng ta sẽ gây ra trường hợp là nó dơ giấy, đúng không? Nó dơ giấy, nó chưa kể trường hợp là nó bị rách giấy. Đấy, chúng ta chú ý cho thầy chỗ này nha. Cái việc cố định cái tờ giấy lại của mình nhé, thì để giúp cho cái việc là chúng ta có quay cái cổ tay của mình, chúng ta có nghiêng người đi tất kỳ vị trí nào thì cái tờ giấy của mình nó không bị di chuyển, và giúp cho cái việc mà chúng ta đặt thước, chúng ta kẻ các đường thẳng, chúng ta xây dựng lên các cái vị trí của đường, vị trí của các cái mặt của các cái hình chiếu một cách chính xác nhất. Và cái khổ giấy đó cũng phải nhắc nhở các bạn một lần rằng, mất được các bạn lại là tờ giấy của mình phải đặt trên một cái mặt phẳng nhá. Các bạn ở nhà thì bạn có thể có những cái bàn học, các bạn học ngồi, đúng không nào? Một số bạn thì có những cái bàn học gấp, một số bạn thì ngồi, thì các bạn phải chọn những cái mặt phẳng có không gian và diện tích đủ để các bạn có thể là đặt và cố định tờ giấy đó lại, cũng như là gì, thao tác vẽ một cách mà thoải mái nhất thì các bạn mới thực hiện được bản vẽ của mình. Các bạn nhớ cho thầy nhá. Đấy là về giấy vẽ, các bạn chú ý cho thầy nha. Rồi, về cái thứ hai là bút chì. Thì bút chì ở đây ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hai dạng bút chì.
nha, hai dạng bút chì. Đấy, một là chúng ta sử dụng bút chì HB, hai là chúng ta sử dụng bút chì 2B. Thì ở đây thì nói nôm na là chúng ta sử dụng là hai bút chì, một là bút chì kim, hai là cái bút chì. Bút chì kim là để cho chúng ta vẽ các đường mảnh, các bạn chú ý là như vậy nha. Cái bút chì kim là bút chì để chúng ta vẽ cái đường mảnh. Đó. Còn cái bút chì 2B ấy là để chúng ta vẽ các đường đậm, chúng ta chú ý cho thầy nha. Nhớ mua cho thầy hai dạng bút chì, hai cái bút chì nha. Đấy, bút chì kim để chúng ta thực hiện các đường mảnh ở trong cái bản vẽ kỹ thuật của mình. Bởi vì trong cái bản vẽ kỹ thuật của mình ấy thì mình cũng sẽ gồm có nhiều đường nét, chứ không phải là chúng ta chỉ có một đường nét không. Đúng không? Một đường nét không thì chúng ta chưa thể hiện được hết gì hết, đúng không? Đấy, và nếu mà chúng ta chỉ sử dụng một dạng bút chì không thì thứ nhất là chúng ta sẽ sai về cái quy ước, sai về cái tiêu chuẩn để chúng ta trình bày bản vẽ. Lát nữa thầy sẽ nói ở trong cái phần sau, đúng không? Đấy, và chưa kể thì sử dụng một đường nét thì chúng ta không thể hiện được hết các cái đặc tính của mình, được chưa nào? Các cái đặc tính của cái bản vẽ chúng ta không thể hiện được các ý tưởng của nó. Đấy, chúng ta chú ý cho thầy nha, đó là về bút chì. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn có các cái cục gôm, đúng không? Chúng ta còn có comba, chúng ta còn có thước thẳng, chúng ta còn có eke. Ở đây eke thì chúng ta thước tam giác ấy, thì chúng ta chuẩn bị cho thầy là gì? Hai cái thước tam giác. Một là thước tam giác là gì? 45 độ, đúng không? Một thước tam giác là gì? Hai góc của nó là 45 độ đó các bạn. Và một thước tam giác mà nó có một góc là 30 độ và một góc là 60 độ đấy. Các bạn biết cái này rồi đúng không? Các bạn trong cái vẽ lớp 12 thì các bạn cũng đã biết cái này rồi, đúng chưa các bạn? Còn comba thì thông dụng quá rồi, comba thước thẳng và các cái cục gôm thì mình biết hết rồi. Đấy. Ngoài ra trên vị trí chỗ này ấy, chúng ta còn có các vị trí của cái thước cong. Thước cong để chúng ta vẽ gì các bạn nhỉ? Chúng ta vẽ gì các bạn biết không? Vẽ cái đường cong. Chúng ta vẽ cái đường cong, đúng rồi. Thước cong để chúng ta vẽ cái đường cong, người ta gọi là cái đường profile, đúng không? Các đường profile chuyển tiếp, đúng không? Các đường profile tiếp tuyến như bạn thấy. Đấy, hình dạng của thước cong. Rồi chúng ta có vị trí của thước lỗ. Thước lỗ ở đây chúng ta có hai dạng thước lỗ. Một là thước lỗ chúng ta để vẽ các cái thước lỗ tròn. Một dạng là thước lỗ là chúng ta vẽ cái dạng ellipse, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái thước lỗ tròn như thế này để giúp chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta vẽ đường tròn hay vẽ ellipse một cách nhanh chóng nhất, đúng không nào? Tuy nhiên ấy, ở trên các cái thước lỗ này ấy, thì nó có một cái điều là gì? Nó chỉ cho chúng ta khoảng 10-15 cái đường kính lỗ thôi, đúng không? Thì đa phần là cái thước chẵn, đa phần là cái thước chẵn. Đối với những cái thước lẻ thì ví dụ như lẻ ở đây ví dụ như là gì, 22, 24, ví dụ 21 thì nó không có, ví dụ như cái kích thước của cái lỗ tròn đó thì bắt buộc là chúng ta phải quay bằng comba rồi, không có cách nào khác, đúng không nào? Đấy, và chưa kể ellipse thì những dạng ellipse nó có trục lớn và có trục bé, nó giống với ở trên cái thước đó thì chúng ta thể hiện được. Nhưng còn những cái kích thước ellipse mà có cái trục lớn và trục bé thì nó không giống, như vậy thì chúng ta thực hiện nó bằng cách nào? Thì cậu vẫn phải dùng comba thôi và thước thẳng thôi, được chưa nào? Đấy, chứ không phải là chúng ta là gì, chúng ta dùng thước lỗ mà chúng ta quên mất đi việc là chúng ta sử dụng cái việc dựng hình bằng comba hay bằng thước thẳng. Chúng ta chú ý cho thầy nha. Đấy là những cái về cái dụng cụ vẽ, đúng không nào? Đấy, vậy thì như thầy đã nói ấy, thì ở đây nhắc nhở một chút về cái cách sử dụng và bảo quản dụng cụ nhà. Ví dụ như giấy vẽ ở đây như thầy đã nói là chúng ta đặt ở trên cái mặt bàn phẳng của mình, đúng không? Và ở đây thì các bạn nhìn thấy thầy có một cái thước được gọi là cái thước chữ T. Cái thước chữ T này thì nếu như các bạn ở tỉnh thì các bạn có thể là tìm nó rất là khó, đúng không? Còn những bạn ở trên thành phố, ví dụ như là các bạn học môn này ở yên trường của mình nhé, thì các bạn chỉ ra ngay cổng trường là bán cho em một cái thước chữ T là người ta sẽ bán cho các bạn ngay. Còn không, nếu như không có thì bạn có thể chế nó bằng cách nào? Bằng cách là các bạn mua một cái thước dài và một cái thước ngắn, và sau đó bạn dùng keo gì nhỉ, keo 52 mình dán nó lại là xong, thì chúng ta cũng có được cái thước chữ T. Vậy thì chức năng của cái thước chữ T này là làm để gì? Để làm gì các bạn biết không? Các bạn biết không? Cho đường cân bằng, đúng không? Đúng rồi, để các bạn người ta trượt đi trượt lại cái khổ giấy trên vị trí chỗ này, đúng không? Trượt vào cái mép bàn, trượt cái mép bàn thì các mép bàn ở đây thì nó vuông góc nhau, đúng không nào? Thì cái thước này là chúng ta là nó vuông góc mà, thì chúng ta khi chúng ta trượt đi trượt lại thì chúng ta có thể kẻ được các cái đường song song,
đúng không, để kéo được cái đường song song và vuông góc đó. Và khi chúng ta đã ti được khổ giấy của mình trong trường hợp này là giấy vẽ chúng ta cố định lại như vậy, được chưa? À, như vậy là cái không gian vẽ của mình là toàn bộ nó nằm ở đây hết, toàn bộ này nằm trong này hết này, đúng không? Đấy, đây là cái mặt bàn của mình, được chưa? Và chúng ta cố định bằng cái băng keo lại. Đấy, đấy là cách mà chúng ta thực hiện giúp cho chúng ta không bị cái tờ giấy của mình không bị rách này, không bị chúng ta quay các cái cổ tay khi mình thực hiện bản vẽ này, nó không bị nhây ra này. Đấy, chúng ta chú ý thầy nhá. Rồi, một số cách khác về chúng ta sử dụng bút chì chúng ta cũng chú ý cho thầy nhé. Chúng ta nhớ là chúng ta gọt bút chì cho nó đúng nha, đúng với cái kỹ thuật nhá. Rồi, chúng ta nhớ chúng ta mài đầu bút chì lại, mài đầu bút chì bớt đi để cho nó gì? Để cho những cái bụi và những cái người ta gọi là gì? Tại vì ở đây bút chì ấy là chúng ta sử dụng bằng gì? Làm bằng gì? Cái ruột bút chì ở đây làm bằng các vị trí của các cái gì nhỉ? Bạn biết nó làm bằng gì không? Thanh chì. À đúng rồi, cái gì thì nó có những cái bụi bẩn đúng không các bạn? Đúng không? Khi bạn tại sao phải mài nó đi là để cho nó hạn chế bớt các cái bụi, các cái nhám của nó rơi trên bản vẽ của mình. Và khi các cái bụi và cái nhám rơi trên bản vẽ của mình nha, mà mình tì cái tay mình lên thì nó sẽ gây ra nhoe trên cái khổ giấy của mình. Và nhớ rằng cái tờ giấy của mình là tờ giấy trắng, mà tất cả những cái gì nó khác màu khi mà chúng ta rơi vào thì đều gây ra những cái vết ở trên đó. À, và chúng ta chú ý là chúng ta chuẩn bị những cái khăn, đúng không, những cái vải mềm để chúng ta có thể là khi chúng ta thực hiện chúng ta vẽ thì chúng ta có thể lau bớt nó đi, đúng không, rửa sạch sẽ cái cổ tay của mình. À, chúng ta chú ý nha. Rồi con ba tương tự như vậy, thì con ba này chỉ là những cái dặn dò thôi, thì con ba ai cũng biết rồi, thì nó có một đầu kim, đúng không, và một đầu chì vẽ, đúng không? Đây, thì chúng ta cũng cẩn thận cho thầy, bởi vì nó có một cái đầu kim như này. Đầu kim thì rất dễ khi chúng ta quay làm đường tròn thì chúng ta phải xác định được tâm, và sau đó là chúng ta đo cái bán kính của nó, đúng không? Đo bán kính, đo hoặc là đường kính trước và chúng ta quay, đúng không? À, chúng ta quay thì ở đây là có cái đầu kim này này, thì nó phải tì thì vào cái tâm của cái đường tròn đó và tì trên giấy. Thì nếu như các bạn quay đi quay lại nhiều lần thì thứ nhất là làm cho cái lỗ tâm đó nó càng ngày nó càng lớn ra. À, nó lớn ra thì nó rất dễ bị rách giấy. À, khi bạn vẽ tiếp, và một kinh nghiệm của một số bạn trước khi thầy dạy ấy, thì các bạn đó có một cái kinh nghiệm như thế này, không biết các bạn có sử dụng được hay không. Có nghĩa là bạn đó sẽ khi mà trước khi đối với những hình nó có đường tròn thì bạn ấy sẽ cắt một cái băng keo nhỏ nhỏ lớn hơn cái tâm đó, và bạn sẽ dán vào cái vị trí của cái tâm xoay đó trên cái tờ giấy của mình nhá. Để làm gì các bạn? Để hạn chế được cái việc rách giấy. Đấy là một cái kinh nghiệm của các bạn sinh viên ở khóa trước, khi mà thầy dạy các bạn hay làm. À, các bạn hay làm và hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta rách giấy. Thì cắt một cái nhỏ nhỏ nó lớn hơn, tại vì cái đầu kim của nó rất là nhỏ rồi, đúng không nào? Bạn chỉ cắt một cái cuộn băng keo nó bằng nửa cái móng tay út của bạn thôi, và bạn dán vào trên nó trước và cho nó trước khi chúng ta quay, thì như vậy hạn chế được cái việc là rách giấy. Đấy là một cái kinh nghiệm nó rất là hay, mà thầy thấy các bạn nó khi nộp bài của thầy nhận được rất là nhiều bài như vậy nhá. Đấy, đấy thì con ba như biết rồi, chúng ta xác định tâm những giống như trường hợp thầy nói chính là cái điểm tâm này này. Thấy chưa? Khi chúng ta quay trên vị trí chỗ này, chúng ta đo cái bán kính, khi sau đó chúng ta quay. Đấy, nhớ là khi chúng ta quay thì chúng ta chú ý cầm cái con ba cho nó chính xác nha. Chúng ta cầm vào cái đầu của cái con ba phía trên đấy để chúng ta xoay, chứ chúng ta cầm tì vào tờ giấy mà các bạn không cố định tờ giấy lại, các bạn tì vào tờ giấy là cái lòng bàn tay của các bạn đây này chính là vị trí của cái điểm này là bạn hay tì vào tờ giấy này, và cộng với việc là gì, cái than chì nó rơi xuống và bạn tì cái này lên thì cái than chì nó sẽ nhoe ra cổ giấy của các bạn. Các bạn chú ý hết sức, chú ý cho thầy cái vấn đề này nha, chú ý cho thầy đó, giữ gìn vệ sinh giấy sạch sẽ. Rồi như vậy là gì, chúng ta cũng biết sơ qua được cái chức năng của cái dụng cụ rồi, chính là cái thước thẳng, các thước tam giác, là chúng ta vẽ các đường thẳng, chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta sử dụng được các đường thẳng, đúng không? Và ở đây là gì, đối với cái thước chữ T và cái thước tam giác, hoặc là không có thước chữ T thì chúng ta có cái thước thẳng, thì chúng ta cũng có thể kết hợp
với nhau để chúng ta vẽ các đường thẳng góc. Cái đường thẳng góc ở đây là những cái đường như là 15 độ, 30 độ, 45 độ, rồi đến 180 độ. À, khi chúng ta kết hợp hai cái thước này lại với nhau, hoàn toàn làm được nhé các bạn. Chẳng qua là cái việc mà chúng ta đặt thước thôi, đúng không nào? Thì sang những cái phần chương 2 thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đó như nào. Ngoài ra thì chúng ta biết rồi các cái thước thẳng, các cái comba và các thước tròn thì để chúng ta vẽ các cái cung tròn và chúng ta vẽ các cái đường tròn, à, là một số cái chức năng của cái dụng cụ, à, và một số cái cách mà chúng ta sử dụng nó đúng hay là sai, đúng không nào? Lưu ý là khi chúng ta vẽ chúng ta phải giữ cái cánh tay của mình nó sạch sẽ, chúng ta có các cái tấm vải mềm để chúng ta lau nó đi, đúng không nào? Chúng ta lau nó đi và cố gắng là chúng ta là gì, đừng để cho những cái than chì nó rơi vào cái tờ giấy của mình, đừng để cho cái cánh tay của mình dơ, nó tì trên tờ giấy trắng của mình, đúng không nào? Đấy, và đừng để những cái dụng cụ, đúng không nào? Khi chúng ta vẽ thì đừng để các cái dụng cụ học tập của mình nó lên trên cái tờ giấy của mình. Đấy, hoặc là thậm chí là gì, chúng ta tì tay như thầy đã nói. Đấy là những trường hợp mà nó sẽ gây đến cái tờ giấy của mình nó bị dơ, chứ đừng nói đến việc là nó bị rách, đúng không nào? Và cái bản vẽ của mình nó nhìn nó không được đẹp, đúng không nào? Đấy. Rồi, và cái việc trình tự thực hiện bản vẽ của mình nó sẽ qua 5 bước. Như các bạn đã thấy ở đây, như bước 1, ở đây là chúng ta chuẩn bị. Như vậy là chúng ta chuẩn bị ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị thổ giấy trước và chúng ta cố định nó lại. Như nào? Sau đó là chúng ta sẽ nhìn thấy hình và chúng ta sẽ vẽ mờ hình trước. Đấy, như vậy người ta trượt cái thước chữ T. Trượt cái thước chữ T và chúng ta sẽ vẽ mờ hình trước. Tại sao phải vẽ mờ hình các bạn biết không? Tại sao phải vẽ mờ hình các bạn biết không? Để làm gì nhỉ? Lỡ sai mình xóa cho dễ. Nó dễ chỉnh sửa thôi. Đúng rồi, để chúng ta lỡ sai chúng ta tẩy đi nó dễ dàng, đúng không? Và sau khi vẽ đúng rồi thì chúng ta mới tô đậm nó lại. Tất nhiên là cái việc tô đậm này chúng ta phải dùng thước nha, chứ không phải là ở đây là thầy mô tả cho chúng ta thấy thôi, như nào? Chứ không phải là dùng tay mà chúng ta mạc nó lại nhau nha. Rồi sau đó chúng ta viết chữ và số. Đó, chưa? Đấy, viết chữ và số. Và sau đó thì chúng ta mới kiểm tra lại và cuối cùng là tẩy bớt đi những cái đường thừa. Đấy, chưa nào? Đấy là những cái bước mà chúng ta thực hiện một cái bản vẽ kỹ thuật. Thì ở đây thầy lấy ví dụ như là một cái hình chữ nhật như vậy, đúng không? Để diễn tả cho các bạn, đúng không nào? Cái trình tự thực hiện một cái bản vẽ từ đầu cho đến cuối. Vậy thì ở chỗ này này, thầy lại có một câu hỏi này gì? Khi mà chúng ta nhìn vào các cái bước thực hiện như vậy ấy, và chúng ta nhìn vào cái tờ giấy của mình, thì các bạn thấy trong cái tờ giấy của mình là nó có những cái đặc điểm gì? Và cần những gì để thực hiện? Trong cái tờ giấy của mình nhỉ, nó bao gồm những cái gì? Bởi vì các bạn khi mà các bạn mua về nó chỉ là một tờ giấy trắng hết toàn bộ, đúng không các bạn? Các bạn gồm những gì nhỉ? Để chúng ta có thể thực hiện được nhỉ? Ngoài cái công cụ thì này, tờ giấy của mình này. Vẽ một cái khung trước thì. À, chúng ta thấy một cái khung lớn nằm ở ngoài, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? À, theo bạn thì cái khung lớn nó để làm gì? Tại sao phải nên vẽ cái khung lớn đó? Tại sao mình nên vẽ cái khung lớn? Giới hạn cho nó đẹp này. Cái đó giống như cái đường bao. À, đúng rồi. Một bạn khác nào? Để dễ đóng cuốn hả? À, để dễ đóng cuốn. Gì nữa? Là chỗ còn bây giờ ngoài mình dán keo cho nó rất hiện, nó cũng không sao ảnh hưởng tới bà làm. À. Rồi gì nữa? Cái gì nữa? Tất cả những ý kiến của bạn đều, tất cả các bạn đều rất đúng và rất là hay, đúng không nào? Thì ở đây ấy, thì có một bạn đã nói đúng tên của nó. Ở đây chính là cái đường bao của cái bản vẽ của mình, đúng không? Cái đường tròn lớn, cái hình chữ nhật lớn đó thì chính là người ta gọi là đường bao
của cái bạn bè của mình. Đường bao là để chúng ta xác định là gì? Cái ranh giới, đúng không? Ranh giới giữa cái mép lề của giấy và cái mà chúng ta thể hiện ở trong cái tờ giấy của mình. Như vậy là bạn có thấy cái hình của mình, cái hình vẽ của mình nó nằm ở đâu bạn biết không? Dạ, nằm ở giữa. Nằm ở đâu? Ở giữa gì thế? Không gian vẽ. À đúng rồi, chính xác. Cái vị trí của những cái đường này này thì chính là vị trí của cái không gian vẽ nằm toàn bộ trong này. Khi mà chúng ta xác định được cái đường bao như thế này, cái đường biên như thế này, đường bao như thế này, thì như vậy khi chúng ta thực hiện bản vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ nằm ở bên trong của cái đường bao như thế này. Đấy. Ở trong tiếng Anh ấy thì nó gọi là cái border các bạn. Border các bạn, đấy các bạn có biết border nó ngoài cái nghĩa nó là đường bao nó còn gọi là đường gì nữa không nhỉ? Nếu bạn học trong địa lý thì cái từ này có xuất hiện, bạn có thấy xuất hiện nó trên cái địa lý của mình không? Đường giới hạn. À, đường biên giới. Đường ranh giới. Đúng rồi, chính xác, đường ranh giới, đường biên giới, đúng không? Đấy, đấy, thì như vậy là nếu như mà chúng ta ở trong cái quốc gia Việt Nam của mình, ví dụ như là chúng ta ở Việt Nam của mình chúng ta giao tiếp xúc với Lào ấy thì nó có một cái đường biên giới như vậy, thì trong cái vùng biên giới thì toàn bộ nước Việt Nam của mình thì được gọi là công dân Việt Nam, đúng không các bạn? Còn ngoài cái vùng biên giới của mình thì là công dân nước ngoài, đúng không? Thì như vậy đối với bạn bè kỹ thuật của mình thì tất cả những cái hình dáng ở trong cái đường bao như thế này là đều bao gồm là đều thuộc cái bạn bè kỹ thuật mà mình thể hiện hết toàn bộ. Thì toàn bộ thế này nó gọi là không gian vẽ, đúng không? Toàn bộ là không gian vẽ. Mình có thể thực hiện tùy thuộc và mình bố trí nó ở cái vị trí của hình này nó nằm ở đâu. Tất nhiên là trong một cái bạn bè của mình thì nó có những cái bạn bè nó chỉ có một hình, nhưng mà có những bạn bè thì có nhiều hình, thì tất cả nhìn mình phải thể hiện nó toàn bộ nó ở trên này làm sao cho đầy đủ nhất, đúng không các bạn? Đúng chưa? Đó, nhớ nha, thì đây người ta gọi là cái đường bao của bạn vẽ, được chưa? Rồi ngoài cái đường bao ra bạn vẽ nữa, bạn còn thấy một cái điều gì nữa trong cái đường bao đó? Bạn có thấy gì một bạn thấy một cái gì nữa nhỉ? Ở trong cái đường bao đó nhỉ, ngoài cái việc chúng ta thể hiện các cái hình chiếu, các cái là gì, cái khung tên, à cái khung tên nằm ở đâu? Nằm ở dưới góc phải. Đúng rồi, nằm ở dưới góc phải. Cái mà bạn đang nói đến là cái này này, đúng không các bạn? Cái này vậy thì cái khung tên này để làm gì? Để biết mình vẽ cái gì, mình ở lớp nào, số liệu, chất liệu. À, gì nữa? Biết được tên của mình. À, rồi gì nữa? Tỷ lệ với bài số bao nhiêu. À, rồi, đúng rồi, gì nữa? À, tên bản vẽ. À, tên bản vẽ, đúng rồi. Tên của cái đối tượng vật thể mà mình vẽ nó là cái gì, đúng không các bạn? Đúng không? À, mai mốt thì khi mà bạn học xong thì bạn vẽ, ví dụ như bạn vẽ cái trục, bạn vẽ như cái bánh răng, đúng không? Bạn vẽ một cái pulley, đấy, bạn vẽ cái bàn cái ghế gì đó thì nó đều có tên hết toàn bộ. Rồi là gì, như một bạn đã nói là nó còn biết tên của mình, đúng rồi. Họ tên của người vẽ, ngày vẽ, hội tên của gì? Của người kiểm tra, rồi là cơ quan mình công tác, nơi trường mình học, rồi tỷ lệ của nó là bao nhiêu. Đấy, vân vân. Đấy, như vậy là các bạn đã hiểu rõ được rất là tốt về cái phần đó, được chưa nào? Đấy, thì đó là những cái nội dung mà thầy mới trình bày cho các bạn là cái phần 1.2 về phương tiện mà chúng ta thực hiện một bản vẽ và các cái trình tự mà chúng ta thực hiện một cái bản vẽ kỹ thuật, và chúng ta hiểu biết thêm một cái phần tiếp theo là cái phần về trong cái bản vẽ đó chúng ta thể hiện cái gì, thế nào? Thì đấy là cái phần số 2.